Mới đây, trên trang cá nhân Đình Tú đăng tải diện áo dài đôi với diễn viên Ngọc Huyền. Nam diễn viên hài hước viết, hẹn mọi người cuối năm nha. Với áo dài đỏ cùng concept ăn hỏi nhìn không khác gì cặp tân lang, tân nương. Ngay dưới bài viết, diễn viên Việt Anh để lại bình luận cực phũ, cuối năm bỏ em trai. Đình Tú đáp, anh buồn cười thật đấy. Màn tương tác của hai nam thần màn ảnh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến ai nấy đều thích thú. Biết rằng đây chỉ là câu nói trêu đùa của Đình Tú nhưng dân tình lại được dịp đẩy thuyền cặp đôi này tới bến. Cả hai có mối quan hệ thân thiết sau khi hợp tác chung dự án phim Thương Ngày Nắng Về. Khán giả cũng phải công nhận rằng Đình Tú sánh đôi cùng ai nhìn cũng xứng đôi. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận hài hước. Trước đó, Đình Tú xả kho nguyên một bộ sưu tập cô dâu, màn ảnh. Mặc dù chỉ là những bộ ảnh cưới trên phim nhưng cũng đủ khiến dân tình thích thú. Ai nấy đều suýt xoa công nhận Đình Tú số hưởng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.